Hai các bạn hiện tại á, thì đèn màn hình giá cũng rất là rẻ ha. Giống như trên tay mình đây là một cái em đèn S3 LED ha, một cái hàng kiểu OEM thôi các bạn. Tuy nhiên thì mình thấy cái độ hoàn thiện và cái ánh sáng của đèn này khá là tốt. Mức giá khi mà các bạn mua cái ta đèn này không á thì chỉ đâu đó khoảng lanh quanh 200 mấy cho đến 300 nữa nếu mà các bạn biết áp mã nha. Còn nếu mà các bạn mua luôn cái phần để điều khiển này á thì các bạn sẽ có một cái phần điều khiển để thuận tiện hơn. Tuy nhiên cái giá các bạn trả là nó sẽ chênh lệch khoảng 200 ngàn cho cái phần điều khiển này. Thì cái phần điều khiển này nó sẽ sử dụng cái phần pin. Pin này là pin 3A nha các bạn, 2 viên, để nó kết nối với lại là cái phần đèn để các bạn điều khiển được nó dễ dàng hơn ha. Ngoài dùng để điều khiển ra thì các bạn có thể là đặt điện thoại lên trên cái phần thanh này để làm một cái giá đỡ điện thoại, nhưng mà chỉ đặt ngang được thôi, đặt đứng không được nha. Thì với cái đèn này thì khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ có một cái hộp rất là hoàn chỉnh ha, và các bạn sẽ có sách để hướng dẫn sử dụng, và kèm theo đó là một cái tai đèn, một cái cáp USB-C và nối. Trong cái phần màn hình thì mình đã nói rồi, thì cái cáp nó cáp chữ L để nối với phần sau của đèn ha. Và thông tin thì các bạn sẽ thấy thì nó sẽ có ba cái phần nhiệt độ màu, nó thể hiện rõ trên cái phần thông tin kỹ thuật ở đây. Nó sẽ có gồm là ánh sáng trắng và ánh sáng trung tính, cũng giống như là ánh sáng ấm. Thì nhiệt độ màu nó sẽ là 2800K và 4500K, cũng giống như là 5500K. Và cái tỷ số hàn màu nó cũng đạt đâu đó tầm khoảng 90%. Thì các bạn sẽ thấy là cái đèn này nó cũng rất là ok. Công suất mắc của nó là 5W và nó sử dụng nguồn điện USB 5V để cấp thôi. Về kích thước thì các bạn sẽ thấy đây mình sẽ có một cái phần tai đèn có cái đường kính là khoảng 42.3 cm ha. Thì các bạn thấy nó để lên cái phần màn hình đâu đó tầm khoảng cái 27 inch của mình đó, thì các bạn sẽ thấy là nó cũng vừa vặn ha, để các bạn có thể làm việc được đơn giản đó như vậy ha các bạn. Nói một chút về phần điều khiển thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có hai cái cách để các bạn điều khiển. Ở trên cái phần thân đèn thì nó sẽ có cái phần cảm ứng, có một cái nút bật tắt ở đây nó mình bấm vô để tắt và bấm một cái nó để bật. Và cạnh trên đây một tí nữa thì các bạn sẽ có một cái nút ở đây để các bạn điều khiển được cái phần chế độ đèn ha, có nghĩa là cái nhiệt độ màu của đèn. Ở đây thì mình sẽ nó điều khiển sang ánh sáng trắng và ánh sáng trung tính và ánh sáng vàng đó, các bạn có thể điều khiển được ba cái phần đèn rất là dễ dàng. Nếu mà các bạn muốn thay đổi được cái chế độ sáng của đèn á, thì các bạn sẽ nhấn giữ vào cái phần nút nguồn ha, thì các bạn nhấn giữ vào thì đầu nó sẽ tự động nó thay đổi cái chế độ sáng. Các bạn thấy thì nó đã thay đổi được cái chế độ sáng ha. Đó, các bạn thấy. Và cái đèn này á, bên trong nó cũng sẽ có một cái phần loa nhỏ để nó nhắc nhở các bạn khi mà các bạn ngồi làm việc lâu á, thì nó sẽ nhắc nhở các bạn đó, tầm khoảng cỡ 45 phút á, thì nó sẽ nhắc nhở một lần. Đối với cái phiên bản tai đèn không á, thì các bạn điều khiển như vậy ha. Còn đối với những cái phiên bản nào mà các bạn mua mà nó có cái phần điều khiển này nó đắt hơn á, thì các bạn sẽ điều khiển dễ dàng hơn. Các bạn nhấn tắt trực tiếp trên cái phần này. Đây các bạn thấy mình sẽ nhấn tắt và bật trực tiếp trên cái phần điều khiển này. Thay đổi nhiệt độ màu thì cũng như vậy luôn các bạn. Đó, các bạn thấy ha. Bật cái chạm để thay đổi nhiệt độ màu cũng rất là nhạy ha, chạm cái là nó ăn liền rồi các bạn. Và các bạn có thể là thay đổi được cái độ sáng của đèn ha, các bạn nhìn thiết kế của cái phần tai đèn này á, thì nó là một cái tai đèn có thiết kế bằng chất liệu là hợp kim nhôm, kèm theo đó là ở ngoài phần đầu này làm bằng nhựa ha. Cái đèn á với lại là cái phần gắn với màn hình nó sẽ tách biệt với nhau. Khi mà các bạn mua về thì các bạn sẽ thấy có một cái phần ngàm ở đây, các bạn để vô cái phần ngàm này, các bạn bẻ lên là được nha các bạn. Nó các bạn dặn lên từ từ là được, nó sẽ ăn khớp vô như vậy nó các bạn. Và các bạn muốn mở ra thì cũng như tương tự như vậy ha. Nói một chút về cái phần để các bạn gắn vào trong cái phần màn hình đó, thì các bạn thấy á, cái xung quanh ở đây á, thì mình thấy nó làm bằng cái điểm là cao su nha các bạn, để hạn chế là chạy xước cái màn hình các bạn. Và cái phần mép này nè, để lắp vào trong phần mình thì nó cũng sẽ có một phần điểm cao su luôn, để là cho biết là cái phần điểm này nè nó sẽ bảo vệ được cái phần màn hình các bạn khi mà tiếp xúc ở trên cái mặt này ha. Và cái giá đỡ này thì mình thấy nó cũng khá là nặng tay, để các bạn có thể là cố định được cái thanh đèn này lên trên màn hình nó được chắc chắn nhất ha. Ngoài việc mà các bạn sử dụng nó giống như là một cái phần đèn màn hình ghế thì các bạn cũng có thể là sử dụng nó giống như một cái đèn đứng để các bạn có thể là tùy chỉnh được ha, và có thể là điều khiển được đèn gắn như vậy và các bạn đặt trên bàn như vậy ha. Thí dụ các bạn có thể là cấp cho nó nguồn bằng cái cục sạc dự phòng này để làm đèn quay phim, hoặc là
cái đèn để sử dụng trong những cái trường hợp mà nó cúp điện thì cũng được luôn nha các bạn, không thành vấn đề đâu. Đó, các bạn cấp nguồn ngoài thì nó cũng vô tư thôi, nó sẽ cháy hết nha các bạn. Đó, mình đang cấp nguồn cho nó bằng một cái viên pin sạc dự phòng. Ở đây thì các bạn thấy là đèn nó cũng sáng luôn. Đó, các bạn cũng có thể thay đổi được nhiệt độ màu luôn. Ngoài việc mà các bạn sử dụng để hắt màn hình ra như vậy thì các bạn cũng có thể là sử dụng để hắt vào cái phần phía sau của cái phần màn hình ha, để cho nó đẹp. Và các bạn có thể là để góc như vậy để cho nó chiếu vào cái góc xéo màn hình ha, làm đèn trang trí này kia rồi cũng rất là ok. Hoặc là để làm một cái đèn để sử dụng khi mà cúp điện, hoặc là các bạn cũng có thể là sử dụng nó giống như là một cái đèn để trang trí ha. Thì nếu mà các bạn sử dụng cho màn hình thời gian không sử dụng thì các bạn có thể là đem ra để làm một cái đèn quay phim hay là đèn trợ sáng gì cũng rất là ok đúng không. Góc chiếu của cái đèn này á, mình đánh giá khá là tốt. Góc chiếu của nó đạt được mức là 45 độ từ cái phản màn hình xuống như vậy, thì các bạn thấy là nó sẽ chiếu không phải trực tiếp vào màn hình mà nó sẽ chiếu một cái góc nhẹ xuống dưới cái bàn làm việc các bạn. Thì với cái góc chiếu này á, thì cái nhà sản xuất họ cho biết thì nó sẽ hạn chế được cái ánh sáng xanh từ màn hình gọi trực tiếp vào mắt các bạn, thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là mình bị đau mắt ha, hay là hạn chế được cái vấn đề mà cận thị khi mà các bạn làm việc lâu dài với là những cái chiếc màn hình máy tính, giảm được tình trạng bị mỏi mắt nữa. Cái mức giá của nó thì không có gì bàn cãi nhiều. Với mức giá này thì mình thấy đánh giá đây là một cái phần đèn màn hình mà các bạn có thể là dễ dàng đầu tư và mua về lắp cho cái phần màn hình của mình ha. Và các bạn làm việc ban đêm thì nó cũng được dễ dàng hơn cho cái phần đèn màn hình này. Link mà để đặt mua cái đèn màn hình này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn ha. Và nếu các bạn cảm thấy video hay thì nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.